Nghe nhạc trong lúc ngủ, người đàn ông vô tình nuốt tai nghe AirPods vào bụng. Sự việc xảy ra tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan, khi một người đàn ông họ Hứa đang mang tai nghe AirPods để nghe nhạc và ngủ quên khi AirPods vẫn nằm trên tay. Thức dậy vào sáng hôm sau, Hứa phát hiện ra rằng tai nghe AirPods ở bên phải của mình đã bị rơi đâu mất, mặc dù cố gắng tìm kiếm ở khắp nơi trong nhà, Hứa vẫn không thể tìm thấy chiếc tai nghe. Cuối cùng Hứa đã sử dụng ứng dụng Find My iPhone trên chiếc điện thoại của mình để xác định vị trí của tai nghe AirPods và nghe thấy âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe, nhưng vẫn không thể xác định được vị trí phát ra âm thanh. Sau khi lắng nghe cẩn thận, Hứa đã giật mình khi phát hiện ra rằng âm thanh của chiếc AirPods đang được phát ra từ bên trong người mình. Đến lúc này, Hứa mới nhận ra rằng anh đã vô tình nuốt một chiếc tai nghe AirPods vào bụng trong lúc ngủ mà không tháo tai nghe. Hứa cho biết anh không cảm thấy sự khó chịu nào dù chiếc tai nghe đang nằm trong bụng mình. Tuy nhiên lo lắng về vấn đề sức khỏe, Hứa đã phải tìm đến bệnh viện và giải thích về tình huống hy hữu mình gặp phải. Các bác sĩ sau đó đã chụp phim X-quang và phát hiện thấy quả nhiên chiếc tai nghe AirPods đang nằm trong hệ thống tiêu hóa của Hứa. Thay vì phẫu thuật để lấy chiếc tai nghe ra, các bác sĩ đã cho Hứa sử dụng thuốc nhuận tràng và yêu cầu anh chú ý đến phần của mình khi đi vệ sinh. Cuối cùng, Hứa cũng đã hội ngộ lại được chiếc tai nghe của mình vào ngày hôm sau. Hứa đã vệ sinh kỹ càng chiếc tai nghe này và anh rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng nó vẫn hoạt động bình thường sau khi đã nằm gọn trong hệ thống tiêu hóa của anh, dưới sự tác động mạnh của axit dạ dày. Các bác sĩ cho biết họ đã từng gặp phải nhiều trường hợp bệnh nhân nuốt nhầm dị vật nhưng đây là lần đầu tiên cho gặp một bệnh nhân nuốt cả tai nghe vào bụng. Các bác sĩ cho biết may mắn Hứa đã phát hiện sự việc kịp thời và bài tiết chiếc tai nghe ra ngoài. Nếu không phần pin trong tai nghe sẽ làm thủng ruột của Hứa và hậu quả rất nghiêm trọng. Trong trường hợp Hứa không thể thải chiếc tai nghe ra bên ngoài theo đường bài tiết các bác sĩ sẽ buộc phải phẫu thuật để lấy chiếc tai nghe ra. Tê Thùy